bà lấy cơm cho mi cho cái con mi con đấy nhé. Kem ngon không hả Subi? Ngon ngon đấy, bà ít thôi rửa các con đấy nhưng mà cũng ngon. Ngon nhở? Cô Băng đang coi phim hả? Ừ. What the hell? Bánh mì ngon không Subi? Subi ơi, bánh mì ngon. Xem quả này bắt đầu đua tốc độ. Quay. Bắt đầu đèn xanh phát là xem đua tốc độ. Check in khách sạn cái nào. Khách sạn rất là xịn. Một giường đơn cho một trẻ. Bàn làm việc. TV thì xoay được luôn. Có sofa, có bàn làm việc. Rất rộng, rất đẹp. Là đi Hùng ơi, lát vào review. Rồi. từ từ. Không. Rồi, không quay con. Không. Rồi, không quay con, được chưa? Má, tao bị mất tóc rồi. Tao ba. Bị mất tóc rồi. Bởi vì bác sĩ cô quá đến mất tóc rồi. Rất tí thôi, rất tí thôi, không sao. Chồng nó vô review nhà bác sĩ. Mẹ rất mắng. Để sụp. Nước có bị lạnh quá không? Không à, ấm à. À, ok. Ok, chưa đã đi rồi. Sao? Để cho đi nghe. Đó là vậy, đấy. Xử lý đi. Pin, quả chuối, mày cầm chuối sang cho chị Minh nghe. Không, có cầm đâu. Tôi bảo đừng để ướt tóc anh ngồi đầu đâu. Đã check in khách sạn. Đến mẹ đêm thứ mấy rồi nhỉ? 2 giường to. Không biết đồ của mẹ có mất cái gì không? Đây cái bộ vào đây và pin mở sục cho ba. Mở cái bể nước cho ba. Ở đây có bánh nhá. Bánh. Bánh trà. Bánh trà để lát đã hỏi xem. Cả nước lọc. Đây, ở bên này là nước nóng, ở bên này là nước nguội. Bây giờ sẽ chảy ở đây. Bây giờ xả ra là vào trong râm đúng không? Xả ra thì có này cục này kéo. Không, mà bé bảo vẫn còn bảo là bể sục quá. À. Bể sục đâu nữa? Đấy vào đây, đây là bể ngâm, bể ngâm. Ô, thế bể sục đâu? Làm gì có sục, ngâm thôi. Ô, bác Tuấn bảo sục quá. Chị My, chị Linh. Phóng đi đâu rồi? Phóng đi đâu? 608 ạ. Bỏ phóng không bảo 607. Đi đâu rồi? Phải... Điều gì? Bây giờ nằm là không muốn dậy luôn. Đây là quả cầu đối trọng của tòa nhà 101. Đấy, để bác
nhìn rất là khủng khiếp. Đây như nó cân bằng bằng điện tử ấy, khi mà trải qua các cơn dư chấn, động đất hoặc là bão thì nó sẽ cân bằng cho tòa nhà được ổn định. Cáp rất là to. Hai anh em là chui đây làm gì đấy? Chụp ảnh à? Chụp ảnh nhỉ? Ba đi vệ sinh. Ba đi vệ sinh. Hy sinh thôi, một đài. Một đài à? Chơi đi. Đâu, vào đây chụp ảnh. Chụp ý chụp không? Ba đi vệ sinh. Chụp ảnh ấy. Phải cho tiền nào. Có, chiều nay có chơi. Tí nữa, chơi xong chỗ này xuống. Chơi. Chơi xong chỗ này là sẽ được đi chơi. Không biết, không có. Đang ngâm cứu gì à? Mua su. Mua su à? Ở quà lưu quầy lưu liệu. Nè, chụp ảnh, camera. Chụp đi. Nó không có đủ tiền. Đi thôi, kiếm chỗ ngồi đi, bỏ chật lắm. Ông bà ngồi bên kia. Ok, vào đánh ngắm nhá. Con thích ngắm thì ngắm đi. Nhiều đồ quá, chưa biết mua gì đúng không? Wow, chưa biết thích cái gì cả. Ngày hôm nay có bồn sục của bồn sục. Đau hết ở chân. Cái này cái gì ạ? Cháo long. Con gái nhiều thứ thích quá, chưa biết thích gì. Tranh 3D. 3D. Oh, hết pin. Em thấy nhìn cái tranh này em cứ bị lăng lăng. Đâu? Ở trong góc kia nó có cái bút viết. Ở ngay bên dưới kia kìa. Nào, ra đi, tìm đi. Bạn này là thích đủ thứ. Mà bạn ấy chưa thích được cái gì cả. Đang đi tìm hiểu, nghiên cứu xem là ở đây có cái gì hay không. Trên trời dưới biển cái gì bạn cũng thích, cái gì bay được, cái gì bơi được, cái gì đi bộ được bạn đều thích.
Thế con thích được cái gì chưa? Bạn này là phải bê cả cửa hàng mang về nhà bạn đi vừa ý. Thì có biểu tượng 101 nhưng mà bút đấy loại đắt 200 vàng. Con hiểu rồi, anh Bin anh nhặt được cái này này. Đúng rồi. Nhặt được cái đầu tàu. Có cái đầu tàu đắt phết đấy nhỉ, 600 đài. Đầu tàu bé bằng đầu. Bin anh nhặt được cái này. Cái này là 450.000 đấy. Có thế 200 đài bao nhiêu? 200 đài là 150.000. Thế anh bảo 600 đài là 150.000. 450.000. Rồi, kết thúc nha. Không tìm được cái gì, kết thúc nha. Bin đang ngâm cứu gì đấy Bin? Tôi vừa trải qua 37 giây à, lên tầng 89. Từ tầng 5 lên tầng 89. Thấy chưa, ông bà nó không đi thì... Đây, trên tầng 89 của tòa nhà 101 tầng, cao nhất Đài Loan, biểu tượng của Đài Loan. Cao chưa? Ôi, mai mà chụp thì hết dung lượng luôn. Bây giờ mà mình nhìn xuống như này thì mình đang xem hình sẽ ốc được thôi. À, nó không nắng. Bây giờ nhìn xuống như kiểu xe ô tô đồ chơi cả ngàn người. Đây là tầng 88. Đây tầng 89. Trên dưới 88, bên trên là 91. Đây. Một trăm linh tầng. Lắm quá.
Đâu? Trò chơi đâu mà? Từ từ, bây giờ mình phải chơi cái này đã, một tí buổi chiều tối mình mới xuống. Cái mặt. Này xinh hơn này. Nhà này xinh hơn này. Đấy. Đấy. Rồi. Xinh pin rồi. Ngày không bao tiền. Đã. Ngày không bao tiền. 450.000 một vé lên trên này chơi. Đấy. Subi đứng lên một mình đi, Subi đứng lên mình đi. Đây, cả nhà chúng ta đang chuẩn bị đi lên tầng 101 của tòa nhà 101 tầng. Nhưng mà chỗ xa là được hết thì mới đẹp.